Đây là một mình đang gặp phải một vấn đề, đó là giống như cái bảo tàng Louvre của Pháp là chỉ có bán vé online. Các bạn muốn tới đây thì các bạn nhớ là đặt vé online trước ha. Mình nhóm mình không biết cho nên là cứ nghĩ là nó bán vé thông thường, khi mà tới đây thì không có bán vé bình thường, chỉ có bán vé online thôi. Và đa rất nhiều người họ tới đây mà họ không mua được. Các bạn thấy không? Những người không mua được vé thì họ đã đứng ở ngoài chụp lấy cảnh, lấy cái background để lấy cái nền thôi, không được vào bên trong. Còn là đáng tiếc, có thể là mình đang tìm cách kết nối vào mạng để mua trên mạng thử mà không biết có được hay không. Đang chúng mình không phải là người duy nhất không có vé, và rất nhiều du khách cũng đang dùng điện thoại cố gắng mua vé. Một điều lưu ý khi đến tham quan nhà thờ này, với những trang phục mát mẻ như thế này thì quý vị sẽ không được vào bên trong nhà thờ, và ngay cả nam nếu mặc áo thun quần short cũng không được vào luôn. Nhưng mà thật đáng tiếc là cái vé ngày hôm nay đã hết rồi và mình phải mua cho ngày mai. Tại và cho nên là mạng wifi ở đây rất là chậm, quá nhiều người sử dụng cho nên mình phải về khách sạn để online mua. Có thể là ngày mai mình mới đi được, còn hôm nay thì tạm thời là không đi được cho nên là mình sẽ đi chỗ khác. Buổi sáng ở thành phố Barcelona. Chúng tôi hiện tại đang quay trở lại để tham quan cái nhà thờ Sagrada. Đây là một trong những cái công trình vĩ đại của người kiến trúc sư nổi tiếng Tây Ban Nha Antoni Gaudí. Quý vị cũng đã thấy rằng là bây giờ đang mùa hè cho nên là đường phố của Tây Ban Nha khá là nhộn nhịp. Trước khi ghé thăm ngôi nhà thờ thì bọn mình sẽ ghé thăm một số những công trình kiến trúc độc đáo khác của ngài. Công trình đầu tiên của ông chính là tòa nhà Casa Pablo. Tòa nhà được xây với những cách điệu phá cách mang cơ hình dáng của những tế bào, với những lối kiến trúc kỳ lạ và hiện đại, và nó khá là nổi bật so với những kiến trúc theo phong cách thời phục hưng ở Tây Ban Nha. Nó được xây dựng vào những đầu thế kỷ thứ 19 cho gia đình Pablo, nhưng ngày nay nó trở thành một như là một viện bảo tàng để phục vụ công chúng, và nó đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới khi tới thành phố Barcelona này. Trong những công trình khác của ông gọi là Casa Mila, toàn bộ kiến trúc của tòa nhà cũng đều là các đường cong mang một vẻ phá cách, một vẻ rất riêng biệt, một phong cách rất riêng của ngài Antoni Gaudí.
hay quá các bạn, cái hình thú này nó tự động nó nhảy ha, và nó mình không thấy nó dùng cái sợi dây hay gì kéo hết, mình cũng không biết nó làm cách nào nữa, nghĩ là có cái cục hít gì đó. Và cuối cùng, nhân vật chính đây rồi, nhà thờ Saqqara, một nhà thờ có lối kiến trúc kỳ lạ nhất trên thế giới. Đây là một tuyệt tác của ngài Antoni Gaudi. Nhà thờ này khởi công xây dựng vào thế kỷ thứ 18, 1882, và cho đến bây giờ, nó vẫn chưa xây xong, đã hơn gần 130 mấy năm. Cái tòa nhà này dự kiến xây là bao gồm là 12 tháp đại diện cho 12 tông đồ. Ở trong đó có thêm một tháp nữa dành cho Đức Mẹ Maria và tháp cao nhất để dành cho ngài Đức Chúa Giêsu, và hiện tại thì đang hoàn thành và sẽ hoàn thành vào 2026. Bây giờ thì bọn mình đã xếp hàng để đi vào bên trong nhà thờ. Cuối cùng qua được cái cổng an ninh cực kỳ khó ha, bắt cởi dây nịch, cởi kiến, cởi hết mọi thứ. Có nghĩa là trong người bạn không được đeo bất cứ cái gì. Cho nên là khi mà các bạn vô đây thì các bạn nên chuẩn bị trang phục gọn nhẹ ha, và nó sẽ xét rõ luôn. Cho nên là các bạn gọn nhẹ và mang càng ít đồ thì check-in càng nhanh ha. Bây giờ thì mình đã vô được tới đây, khoảng mất nửa 15 phút để cho kiểm tra nên. Hiện tại mình đã vô trong cái ngôi nhà thờ này ha, bên trong nội thất rất là đẹp và nó được hoàn thiện vào 2012 và nó mở cửa cho mọi người tham gia, và nó vẫn bên ngoài vẫn tiếp tục đang xây dựng mới, và nội thất rất là công phu ha, và nhà thờ này đã xây hơn 100 năm và vẫn chưa hoàn thành. Mình thấy là cái mức độ cái đồ sộ với lại cái công trình đòi hỏi cái tỉ mỉ và cái thời gian rất là nhiều, rất là lớn, và đòi hỏi công sức của con người bỏ ra rất là nhiều.
những bạn nào mà muốn đi vào đây á thì lời khuyên của mình là nên mua vé trước khoảng một tuần ha, một tuần hoặc mấy ngày cũng được, là mua trên online á, nó chỉ bán online thôi. Tại tụi mình không biết á, tụi mình mua trễ quá, bây giờ rất nhiều vé đã hết, cho nên là các bạn nếu mà muốn và nên mua luôn cái gói mà có thể tham quan trên cái tháp, tạm thời mình không có mua được cái vé đó. Bây giờ thì nhóm mình sẽ đi ăn trưa ở cái Burger King á, kêu mặt á, tại vì đi tìm được mặt á, khi không biết không rành quán ăn nữa mà phải đi đón tàu nữa, cho nên là tiện ăn luôn, để chiều còn đi chỗ khác. Món gà này rất ngon ha. Cái siêu thị để hình trái cây tùm lum hết mà vô mua không thấy trái cây nào hết. Nếu như siêu thị đi lừa tình khách hàng là mình đi bộ chạy ra mua. Ông mình cũng đi thăm một số công trình kiến trúc của ông như là công viên Google này. Hoàng môn của Barcelona của Tây Ban Nha, mình nhìn nó có vẻ như là nó hơi bị sến sẩm á, giống như đàn hà cá thác cải lương. Nghe sao chơi chi em thấy màu sắc của nó giống như là pháp bà Bonaga. Anh bán gì vậy anh? Cái số chiều sổ đi, giờ số đi. Bây giờ là 7 giờ tối á các bạn ha. Trời vẫn còn nắng chang chang, bây giờ 7 giờ tối mình mới đi tắm biển. Đó. Cứ tưởng tượng là đang 3 giờ chiều vậy đó. Mình thích đi chơi vào những cái lúc mà ngày dài ăn đêm, mình sẽ lại được nhiều đi chơi nhiều chỗ hơn, có nhiều thời gian để đi chơi hơn.
đẹp chưa các bạn? Vòng vòng đẹp chưa? Cái tượng này quá, chim nó ỉa người không chấn bốc luôn. Ồ, cái cây gì đẹp quá các bạn. Mình không biết cây gì luôn. Giống như cây màu đỏ với hoa phượng mình ha. Đi tắm biển vào lúc 7:40 gần 8:00 tối. Chỉ có vài người bơi thôi. Hầu như không có ai tắm biển hết. Ồ, cát đá này ra hết không. Phải thử nước lạnh không? Nước lạnh quá. Nước trong lắm nha các bạn. Trong hơn Dũng rất là trong mắt luôn á. Lạnh là ngắt à. Ủa, lạnh như miếng cái vậy á. Lạnh như miếng cái vậy á. Thấy buổi trưa nắng quá, chói nắng chói chang nắng quá, đã quyết định là khoảng sau 7 giờ chiều cho nắng nó bớt xuống để tắm cho nó mát, ai ngờ ra là nhắc nước như nước đá, cuối cùng không ai tắm gì được luôn. Họ thấy đó, tức là ít người xuống tắm, họ chỉ ngồi bờ biển chơi mà thôi. Cho nên thành ra là tắm biển kế hoạch thất bại. Sạch đơn bên Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều ha. Có người tắm kìa, anh ấy thật là can đảm. Miễn phí mà, đâu thu tiền đâu, em cũng nói thu tiền. Một điều là các bạn nữ ở Barcelona không đẹp bằng Pháp. Các bạn nữ Pháp rất là đẹp.
Khu đất cái quần si. Lụm về sai á, lụm về mặt. Cái quần si quay. Em không chơi không lụm về mặt về mặt. Quần si nhất của Nam mà. Em mặt cũng được. Không có em sồ ra cái em để dành không có không. Em đẻ xong em sồ ra cái em mặt vừa. Nhắn nha. Biết như mặt thường chưa như nè. Dạ các bạn, mình đang đứng đây cái tượng đài Columbus ha. Bây giờ mình sẽ đây là vị đầu tiên của Tây Ban Nha đã tìm ra châu Mỹ. Rất là đẹp ha, xây dựng công trình rất là đẹp. Cái những cái họa tiết rất là tinh xảo ha. Mình đây là đang có cái phố đi bộ nổi tiếng của nhất ở Barcelona. Đây là một nơi trong những nơi mà có cái xe khủng bố đó đã lao vào đây, đã hủy chết rất nhiều khách du lịch thuộc rất nhiều quốc gia. Thì hôm nay mình đã đi, mình cũng không hy vọng là có chiếc xe nào nó lao ha. Bây giờ thì trước góc đường kia có rất nhiều cảnh sát ha, sau vụ khủng bố thì bây giờ rất nhiều cảnh sát đã đi tuần tới đây. Hôm nay là ngày thứ hai, vẫn rất nhiều du khách. Và sau khi cảnh sát họ điều tra ra thì cái khủng bố này thì nó tương tự như ở Pháp. Và họ điều tra là thấy có những cái ngòi nổ đã những cái kiếp nổ họ đã chế tạo nhưng mà đã không thành công, rất là may mắn ha. Cái bom mà họ đã làm thành công thì số lượng người sẽ chết nhiều hơn. Rất nhiều hàng quán ở hai bên đường ha. Nói chung là tùy khẩu vị các bạn thôi. Khá là nhiều món lạ so với Việt Nam mình, cho nên là chúng tôi cũng khá bối rối khi mà chọn món ha. Thì cũng không biết mùi vị như thế nào. Món khai vị đã ăn xong. Và món chính thì hơn nửa tiếng vẫn chưa có. Trong khi chỉ có 3 người khách là mình thôi. Ba người khách là mình thôi, còn mấy người kia đã ăn xong rồi. Không hiểu họ làm cái gì ở dưới bếp mà tới giờ hơn nửa tiếng vẫn chưa có đồ ăn. Hay. Đừng có ho cho con này. Đây là cái cơm đó đó. Cơm trên cái bảng menu đó. Mà có. Cái này có vẻ khó ăn quá ha. Cái mùi nồng lắm. Cái mùi lá cây của nó nồng lắm. Nó... có cà tím. Thank you. Cái món mình có vẻ ngon ha. Rồi món bạn đây lựa chọn sáng suốt, còn của mình lựa cái món Tây Ban Nha. Dạ chắc cô ấy đã hối hận. Bây giờ thì món của mình đã bay bên kia, còn món kia đã bay bên đây. Vì có người không ăn được nên mình đã phải xử lý hậu quả. Cà chua, cà tím, nước sốt của nó nữa, có nấm, có xà điệp, có tôm. Rồi có thêm cái gì của nó nữa.
nặng thêm chanh vô nữa, vị nó khá lạ. Ở đây cũng dài ha, cũng không khác gì bò Việt Nam nữa, dai như quỷ. Có miếng bò hay chiên salad thôi mà mới trao nửa tiếng đồng hồ mới được ăn. Bò chảo nóng vô đảo hai cái là xong. Bò nó làm chín quá, mất hết cái nước ở trong cái thịt bò. Này là phải nướng thật nhanh, lật hai mặt nhanh mà chính giữa nó vẫn còn sống, còn có nước thì mới đúng. Không ngon. Bò dai, cơ vị khó ăn. Phú Chu Cha, cái con phố đi bộ dài ít nhất cũng phải 2 đến 3 cây số ha. Đi từ đầu kia tới đầu này qua đi hoài cũng không hết luôn. À, bây giờ mình đang trên đường đi bộ về nhà.